Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo image proxy cho SketchUp từ model của 3D Max. Đây là model mình đã chuẩn bị trước đó để tiến hành chuyển đổi. Kéo thả file 3D Max vào viewport để mở. Sau đó chọn file, chọn reference, chọn Asset Tracking Toggle. Ở đây nếu status hiện file có nghĩa là đường dẫn vật liệu chứ đúng. Mình sẽ chọn tất cả và kích phải chuột chọn Set Path. Sau đó dẫn đúng đường dẫn vật liệu map của đối tượng. Ok. Cách thứ hai, mình sẽ nhấn phím tắt Shift T trên bàn phím để kiểm tra đường dẫn vật liệu. Nhưng ở cách này, mình sẽ sử dụng plugin Relink Bitmap. Chọn Browse, nhận đúng đường dẫn vật liệu của đối tượng. Sau đó nhấn Relink. Mình sẽ kiểm tra đường dẫn vật liệu một lần nữa. Ok. Mở bảng Render Setting hoặc nhấn phím tắt F10 trên bàn phím để kiểm tra xem trình render Corona hay V-Ray đã đúng với vật liệu mà đối tượng này đang sử dụng hay chưa. Chọn và cho đối tượng này về góc tọa độ 000. Đây là nguyên lý hoạt động khi chuyển đổi model 3D Max sang SketchUp không bị bất map. Tất cả các đối tượng mang vật liệu V-Ray hay Corona, mình đều phải convert tất cả sang vật liệu standard thì khi xuất file FS nó mới lưu được các vật liệu đó. Mở plugin Live Exporter và có hai chức năng như sau. Một là chỉ xuất đối tượng được chọn, hai là xuất tất cả các đối tượng có trong khung cảnh. Ở đây mình lựa chọn chức năng xuất đối tượng được chọn. Chọn đường dẫn chữa file FS khi xuất ra và đặt tên cho nó. Ok. Khi hoàn tất, bạn sẽ có một file edit và một folder chứa map của nó. Mở phần mềm Transmart và import file FBIT. Chuyển đổi đơn vị sang mm và trục cộng y. Kiểm tra một lần nữa đối tượng này đã đầy đủ vật liệu hay chưa. Kích hoạt chức năng V-Ray Proxy Landscape Proxy và lựa chọn hình dạng cho nó. Ở đây có rất nhiều hình dạng hiển thị, nhưng với video này mình sẽ lựa chọn Viewport hay còn gọi là Image Proxy. Chọn đường dẫn ảnh hiển thị. Mình lựa chọn ảnh có đuôi PNG để tắt nền. Bây giờ tiến hành xuất file image proxy. Sau khi hoàn tất, chúng ta sẽ có 3 file kèm theo map, gồm một file full map có dung lượng rất là lớn, một file image proxy và một file vectorbed. Mở SketchUp và kéo thả file image proxy vào viewport. Mình sẽ mở cùng lúc hai kênh render là V-Ray và Enscape để kiểm tra xem file proxy có hoạt động tốt hay không.
Bây giờ các bạn có thể xóa đi các file thừa, tiến hành nén file và gửi cho bạn bè sử dụng.